câu thiết tha màu khăn hồng đỏ thắm trang sứa hào hùng đón anh bình minh yêu thiết tha tổ quốc bao dáng hình dưới cờ đoàn quang vinh tỏa sáng có chung em đội viên luôn sẵn sàng trao ngoan Bác Hồ làm việc tốt học hành chăm vâng lời Bác thi đua rèn đức luyện tài chắp cánh ước mơ vươn tới ngày mai là khi ta biết yêu người biết ơn những thứ trên đời dẫn dắt cuộc đời yes we can learn là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn yêu thương nhiều hơn cùng lớp Man Tô vươn qua cao cùng lớp Man Tô lớp Man Tô vượt thành cùng nhau lớp Man Tô trưởng thành cùng nhau lớp Man Tô lít quyết lớn lớp Man Tô lớp Man Tô lớp Man Tô lít quyết lớn lớp Man Tô lít quyết lớn tôi từng hay nghĩ những thứ ở trên đời này là điều hiển nhiên chỉ để nhìn thấy như cô lao công anh sẽ ôm ngày đêm làm việc hăng say bởi vì công việc họ là vậy nhưng khi ra đời thì tôi mới thấy để ta được như ngày hôm nay là có sức từ những điều ấy lịch sử nhìn mẹ và tôi hỏi đến khi nào thì con mới lớn thì giờ đây tôi có thể tự trả lời là khi ta biết yêu người biết ơn những thứ trên đời dẫn dắt cuộc đời yes we can learn là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn tiến bước lên đoàn học tập chăm ngoan tô thắm sắc hồng trang sức mới lớp Man Tô vượt thành cùng nhau lớp Man Tô trưởng thành cùng nhau lớp Man Tô lít quyết lớn lớp Man Tô lớp Man Tô lớp Man Tô lít quyết lớn lớp Man Tô lít quyết lớn là khi ta biết yêu đời biết ăn chữ đạt màu khăn hồng đỏ thắm trang sứa hào hùng đón anh bình minh yêu thiết tha tổ quốc bao dáng hình dưới cờ đoàn quang vinh tỏa sáng có chung em đội viên luôn sẵn sàng trao ngoan Bác Hồ làm việc tốt học hành chăm vâng lời Bác thi đua rèn đức luyện tài chắp cánh ước mơ vươn tới ngày mai là khi ta trên đời dẫn dắt cuộc đời yes we can learn là khi ta biết dẫn đường để trở thành người tốt hơn thì ngày đó sẽ là ngày mình lớn yêu thương nhiều hơn cùng lớp Man Tô vươn qua cao cùng lớp Man Tô lớp Man Tô vượt thành cùng nhau lớp Man Tô trưởng thành cùng nhau lớp Man Tô lít quyết lớn lớp Man Tô lớp Man Tô lớp Man Tô lít quyết lớn lớp Man Tô lít quyết lớn tôi từng hay nghĩ những thứ ở trên đời này là điều hiển nhiên chỉ để nhìn thấy như cô lao công anh sẽ ôm ngày đêm làm việc hăng say bởi vì công việc họ là vậy nhưng khi ra đời thì tôi mới thấy để ta được như ngày hôm nay